kênh văn hóa lịch sử xin kính chào quý anh chị. Hôm nay là ngày 30 tháng 4 ngày mà như một cựu lãnh đạo cấp cao đã nói triệu người vui, triệu người buồn. Nhưng dù là vui hay buồn thì cũng không thể chối bỏ sự thật hôm nay là ngày nước Việt Nam được thống nhất từ trà cổ rừng dương tới cả mau rừng nước. Trên con đường thống nhất đầy máu và nước mắt, kéo dài qua nhiều thế hệ người Việt Nam đó có một cái tên khiêm nhường nhưng vĩ đại, một cuộc đời ẩn giấu nhưng cũng vô cùng hào sảng, Phạm Xuân Ẩn. Phạm Xuân Đẩn, một thiếu tướng tình báo, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân sinh ngày 12 tháng 9 năm 1927 tại Biên Hòa và qua đời ngày 20 tháng 9 năm 2006 tại TP Hồ Chí Minh, thọ 80 tuổi. Ông được đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, báo chí và một số hãng thông tấn nước ngoài là một nhà tình báo vĩ đại, tầm cỡ thế giới và là một nhà báo chuyên nghiệp. Khác với những nhân vật nổi tiếng khác, Phạm Xuân Đẩn không chinh phục người khác bằng tài năng của chiến công, nghị lực và sức tỏa sáng từ phẩm chất của họ. Ông là một người rất thầm lặng và khó phát hiện những điều ẩn chứa bên trong. Tuy nhiên, năm 2002, sau gần 10 năm tiếp cận ông ẩn, nhà báo, nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải đã hoàn thành cuốn sách về ông với tựa đề Phạm Xuân ẩn tên người như cuộc đời. Trong cuốn sách này, tác giả đã đi vào chiều sâu tinh tế rất khó lột tả về tư chất, phong thái và nghề nghiệp của ông. Vẻ thầm lặng đôi lúc hài hước của ông có cái gì đó rất đặc biệt. Cuốn sách đã phát họa chân dung với đầy đủ ý nghĩa cao quý của con người như lúc sinh thời ông ẩn thường tâm niệm tôi chiến đấu cho độc lập và công lý xã hội trong một quyển sách về thiếu tướng phạm xuân ẩn tác giả nguyễn thị ngọc hải miêu tả về vẻ bề ngoài của ông một vị tướng đã yếu do bệnh và tuổi cao ông có dáng đi hơi còng xuống do cao gầy hoặc do thân thể đã trải qua một cuộc đời đầy phong phú và gian truân tuy nhiên chỉ cần nhìn vào vẻ mặt đôi mắt to đen thông minh và đôi tai to được mô tả như đôi tai thẩm âm tốt của người trong nghề nhạc người ta có thể cảm nhận được sự linh hoạt trẻ trung của một trí tuệ vẫn còn mạnh mẽ Jean-Claude Pomonti, một nhà báo Pháp kỳ cựu của nhật báo Le Monde đã viết cuốn sách về ông ẩn với tựa đề Người Việt thầm lặng nhà xuất bản Edison de Equator. Tác phẩm này đã đánh giá rất cao phẩm chất làm báo của ông ẩn. Từ vỏ bọc của một nhà báo chuyên nghiệp ở văn phòng tạp chí Tam, ông ẩn đã làm nên sự bất ngờ bởi chiến công của nhà tình báo chiến lược trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Theo Pomonti, Phạm Xuân ẩn, người Việt Nam mà phía Mỹ ưa chuộng nhất đã lừa chính quyền Hoa Kỳ từ đầu đến cuối. Peter Rosren, người từng là sếp của ông ẩn trong thời gian ông làm việc cho tờ Tam ở Việt Nam, đã khuyến khích ông viết cuốn sách về cuộc đời phi thường của mình. Theo Ren, không ai có câu chuyện như anh, vừa làm cho một hãng thông tấn Mỹ vừa đưa tin cho miền Bắc, rồi tham gia Việt Minh khi còn rất trẻ. Ren hào hứng đề nghị đặt tựa cho cuốn sách Aman of Honor, The Life of Pham Soan ẩn. Ngày nay, Peter đang giảng dạy và viết sách. Khi miền Nam được giải phóng, anh cùng người bạn gái Việt Nam trở về nước. Tuy nhiên, họ dường như đã ly hôn sau một thời gian. Còn Phạm Xuân Ẩn, nay đã ngoài 70 tuổi, vẫn giữ được khiếu hài hước độc nhất vô nhị khi nói thành họ nhà ma rồi còn gì. Thời gian trôi nhanh, và như triết học cho thấy, không có gì mất đi, mặc dù không có gì tồn tại mãi mãi. Nó thay đổi từ dạng này sang dạng khác. Các yếu tố tâm linh có đặc điểm như vậy không? Chúng có truyền các đặc điểm của chúng cho các thế hệ tương lai hay chúng biến mất cùng với người già. Có người không viết hồi ký vì dù khách quan vẫn viết về mình. Tuy nhiên, tính mạng của biết bao con người đã trở thành tài sản tinh thần, những số phận cụ thể mà không bảo tàng nào có thể lưu giữ nếu không ghi lại ngay cả con cái của họ cũng thường không hiểu cha mẹ mình đã làm gì trong quá khứ đây là những lý thuyết trái ngược nhau trong việc viết hồi ký việc phạm xuân ẩn ngại viết hồi ký và không chịu gặp các nhà báo để trao đổi về cuộc đời mình thật khó diễn tả ông có những đặc điểm thận trọng của một điệp viên và sở thích của một ông già cảm thấy cần một cuộc sống yên bình ông luôn nhìn mọi việc bằng con mắt hài hước không có ông già nào là không bảo thủ thay đổi thì khó chịu dọn dẹp nhà cửa thì vất vả người trẻ tuổi đang lên anh này lấy cô kia chẳng sợ thay đổi họ chưa trải nghiệm đủ khi tôi còn trẻ tôi đã mạo hiểm cuộc sống của mình và bây giờ tôi nhìn thấy những đứa trẻ của mình liều mạng và tôi không thể chịu đựng được bạn phải trả giá bằng mạng sống của mình tốt hơn hết là học từ những người khác và trả tiền cho nó hơn là để học hỏi từ chính mình phạm xuân ẩn trải qua những trang sử đầy sóng gió của việt nam tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau trong cuộc kháng chiến chống lại các thế lực đế quốc và thực dân Ông tham gia vào phong trào học sinh sinh viên Trần Văn Ơn tại Sài Gòn năm 1950 và trở thành lính trong quân đội Pháp. Sau khi hòa bình lập lại ở Đông Dương sau hội nghị Geneva, Mỹ can thiệp và ủng hộ chính quyền của Ngô Đình Diệm, tạo ra ba cơ quan như cái trụ ba chân để ủng hộ cho chính quyền này. Phạm Xuân Ẩn do có tiếng Anh và thạo nghề, đã trở thành nhân viên dịch thuật tại Bộ Tổng Tham mưu và tham dự vào việc thành lập những sư đoàn đầu tiên do Mỹ tuyển chọn và đào tạo. Năm 1957 ông là sinh viên Việt Nam đầu tiên đến học về báo chí ở quận Cam và sống ở California trong hai năm. Ngày nay trong cuốn niên giám của Trường Đại học Columbia của Mỹ, ở trang 2 in hình và giới thiệu về chàng sinh viên Việt Nam với tên Pham An, như mọi cuốn kỷ yếu của các trường học. Nhưng không ai biết được ngoài việc học thực sự kiến thức, chàng sinh viên ấy đã trở thành đảng viên Cộng sản từ năm 1953, được chính bác sĩ Phạm Ngọc Thạch tuyển vào chiến khu 500 từ 1952. Sang Mỹ học, ẩn còn có nhiệm vụ tìm hiểu về văn hóa Mỹ vì đảng đã nhìn thấy sự dính líu sâu sắc của Mỹ đối với Việt Nam. Muốn chiến thắng kẻ thù này, việc đào tạo những người có điều kiện như ẩn, chuyển qua làm với Mỹ, phải được đào tạo trình độ phù hợp với yêu cầu của Mỹ. Sau khi học ở Mỹ về, Phạm Xuân ẩn hành nghề báo chí, từ Việt tấn ra dưới thời Ngô Đình Diệm cho tới làm phóng viên cho các hãng nước ngoài tại Việt Nam như Reuters, Tam. Ông là người Việt Nam duy nhất vào biên chế của hãng nước ngoài với lương rất cao thời đó, 750 đô la một tháng. Phạm Xuân ẩn hành nghề báo chí và trở thành ký giả thực sự có tên tuổi, chỉ có điều khác lạ là ông còn trở thành một vị thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang của quân đội nhân dân Việt Nam vì sao sau khi đất nước giải phóng cả nước và thế giới biết rõ ông là tình báo vậy mà người mỹ trong giới báo chí hoạt động cùng thời với ông nay trở lại việt nam vẫn đem lòng tin tưởng và kính trọng ông đó là một nhân cách một tài năng đời ông là một câu trả lời lớn cho nhiều câu hỏi vẫn làm đau đầu nhiều người bạn mỹ của ông đến hôm nay họ quay lại đất nước này vẫn tìm ông để mong có câu giải đáp vì sao mỹ thất bại ở việt nam vì sao một trí thức giỏi và sống có nhân cách theo kiểu mỹ như ông ẩn lại có thể là người đứng trong tổ chức chặt chẽ của quân đội nhân dân việt nam của ngành tình báo vốn đầy hiểm nguy có những người Mỹ là bạn cũ trong giới báo chí của ông, nay đã mất nhưng dặn lại con cái họ sang Việt Nam hãy tìm đến ông ẩn. Họ nói sẽ học được nhiều ở con người đó. Quả thật, cuốn sách viết về ông nên có tên là Người có cuộc đời bí ẩn như cái tên chứ không cần đến cái tựa đề của Peter Rossgren đề nghị, bởi vì cuộc đời ông không được ông viết ra bao giờ. Năm 1989, 14 năm sau ngày miền Nam giải phóng, Molly Seffer chủ biên chương trình 60 phút nổi tiếng của đài truyền hình CBS đã trở lại Sài Gòn, gặp ông Phạm Xuân ẩn như người bạn làm báo cũ trong thời kỳ chiến tranh. Cuộc gặp gỡ này đã được viết thành hẳn một chương trong cuốn sách hồi tưởng khi trở lại thăm Việt Nam của Molly Seppher do nhà xuất bản Random House xuất bản năm 1989. Phạm Xuân ẩn, một nhà báo tài ba và nổi tiếng của Việt Nam, được tái hiện bởi Molly Seppher, một phóng viên báo chí phương Tây như một người đàn ông thân thiện và cởi mở với những con chó của mình bên cạnh. Anh ta thường dắt chó đi khắp nơi và uống cà phê buổi sáng tại khách sạn Continental, nơi mà Seppher và những người làm báo khác thường tụ tập để trao đổi tin tức. Với Sefer, ẩn là một nhà báo thực thụ của Tuần Báo Tam, người có tầm nhìn sâu sắc và nhạy bén về các vấn đề chính trị và quân sự. Ẩn cũng là một trong số ít những nhà báo Việt được cho phép tham dự các buổi thuyết trình hạn chế của phái bộ Mỹ và luôn được đánh giá cao về khả năng thuyết trình. Sefer cũng nhắc đến cảm giác không thoải mái khi bị ghi chép hoặc ghi âm trong quá trình phỏng vấn. Vì vậy, khi gặp Ẩn, ông muốn có một nhân chứng để mọi chi tiết đều được ghi nhớ. Ẩn đã trao đổi với Sefer những cảm nhận của một người đồng nghiệp về thời cuộc, một tư thế rất thoải mái và không hề căng thẳng. Có vẻ như Schaefer và ẩn đang sống lại những ký ức của một thời đã qua, khi họ làm báo ở Sài Gòn và Continental là nơi mà họ tụ tập mỗi buổi sáng để trao đổi tin tức. Bài báo cho rằng Molly mô tả Phạm Xuân ẩn là một bí ẩn, nhưng thực ra với người dân Việt Nam, ông chỉ là một người bí mật vì ông không cởi mở về đời sống cá nhân. Người dân Việt Nam biết đến ông như một anh hùng tình báo được kính trọng và một chuẩn tướng đáng kính. Không ai đặt câu hỏi về mối quan hệ của anh ta như Molly đã làm ngày hôm đó, bạn vẫn còn là một bí ẩn. Mọi người không chắc bạn ở bên nào. Sự thật là gì? Phạm Xuân ẩn cười và trả lời, "Sự thật, sự thật nào? Một sự thật là tôi đã từng là phóng viên của tạp chí Tam trong 10 năm và trước đó đã làm việc cho Reuters. Một sự thật khác là tôi đã tham gia phong trào cách mạng năm 1944 và đã là một thành viên kể từ đó với nhiều vị trí khác nhau. Hai sự thật, hai sự thật, tất cả đều đúng." Đối với Molly, Phạm Xuân ẩn là một điều bí ẩn và vẫn còn một số vấn đề khó hiểu, chẳng hạn như cuộc chiến tranh Việt Nam mà Mỹ đã thất bại. Do đó, đối với những nhà báo Mỹ như Molly, nhiệm vụ của họ là hai trong một hiểu những người như phạm xuân ẩn có thể dẫn đến hiểu rõ hơn lý do tại sao mỹ thua nếu nghề nghiệp của họ thúc đẩy họ với bản chất điểm báo họ muốn biết nhiều hơn nhìn vào con đường phát triển hiện tại của việt nam thông qua một người đáng tin cậy molly được thúc đẩy bởi phẩm chất cá nhân và tính khách quan của một nhà báo bất cẩn theo molly trong những ngày cuối cùng của chế độ sài gòn phạm xuân ẩn đã thuyết phục các quan chức mỹ sơ tán một số bạn bè của mình khỏi việt nam anh ta cũng sắp xếp để vợ và bốn đứa con của mình lên máy bay trong khi anh ta ở lại nhà báo molly sau gần 15 năm ở Sài Gòn giải phóng, vẫn thắc mắc làm thế nào mà Phạm Xuân ẩn có thể giữ bí mật tung tích của mình trong thời gian đó? Ẩn đã bắt đầu cuộc đời hoạt động cách mạng của mình như thế nào? Nhiệm vụ của anh ấy trong thời gian làm nhà báo là gì và anh ấy có liên quan gì đến tạp chí Tam không? Làm thế nào mà anh ta truyền tin tức? Chẳng lẽ hắn sợ bị phát hiện? Chuyện gì đã xảy ra sau ngày sơ tán? Tại sao đường lối đổi mới của cách mạng còn gặp nhiều khó khăn? Anh ta có bị theo dõi không? Anh ấy có quyền ra đi không? anh ấy có bao giờ hối hận về những gì mình đã làm và nhìn thấy kết quả không chỉ nhìn vào những câu hỏi của molly cũng đủ thấy những khó khăn mà người mỹ còn gặp phải và một số điều họ sẽ không hiểu hết trong mỗi câu trả lời của phạm xuân ẩn tất nhiên anh không trả lời một cách công thức hay chí ít anh đang giữ mình một cách cần thiết vì sao cách mạng gặp thất bại molly hỏi về tình trạng suy tàn hiện tại và những khó khăn trong cải cách an không tâng bốc người hỏi để giữ vững lập trường của mình ông nói thẳng như mọi khi phân tích bản chất thực sự của các hiện tượng một cách khách quan có nhiều lý do có quá nhiều sai lầm do thiếu hiểu biết. giống như bất kỳ cuộc cách mạng nào, chúng tôi gọi đây là cuộc cách mạng của nhân dân, nhưng tất nhiên chính người dân là người chịu thiệt hại đầu tiên. ông cũng không ngại ngần nhận định khi nào mà dân chúng còn ngủ đầu đường xó chợ thì khi đó cuộc cách mạng còn thất bại. không phải do giới lãnh đạo là những người tàn nhẫn, nhưng đó là hậu quả của chính sách cha chú của nhân dân cũng như các lý thuyết lỗi thời về kinh tế. molly nhận thấy còn nhiều người nằm vỉa hè khi ông tản bộ trên đường phố sài gòn vào ban đêm. khi tôi đề cập điều này thì ẩn có vẻ bối rối như là chính anh đã tiếp tay cho tấn thảm kịch. Tôi nghĩ, theo một nghĩa nào đó anh ta đã có sự liêm khiết để biết hổ thẹn. Nhà báo sau đó hỏi liệu ông ẩn có nguy hiểm gì không khi nói một cách cởi mở những suy nghĩ của mình về những thất bại của cách mạng. Ông An trả lời rằng mọi người đều biết ông nghĩ gì, vì ông luôn trung thực về niềm tin của mình. Ông kể lại một thời gian ông làm việc cho một tờ báo ở Sài Gòn trước năm 1975, dưới thời Thiệu và chính phủ biết chính xác ông nghĩ gì về nạn tham nhũng trong nước. Anh ấy nói rằng anh ấy đã quá già để thay đổi và giữ những suy nghĩ của mình cho riêng mình. Về sự nguy hiểm khi nói ra, ông ẩn thừa nhận rằng ông rất sợ, bởi rủi ro luôn tiềm ẩn. Anh ấy đề cập rằng có tin đồn vào những năm 1960 rằng anh ấy làm việc cho CIA, và anh ấy muốn duy trì những tin đồn đó để bảo vệ mình. Tuy nhiên, khi tình hình ở Sài Gòn xấu đi vào những năm 1970, ông sợ rằng mình sẽ không có thời gian để giải thích cho những người lính giải phóng trẻ tuổi cầm súng AK-47 về con người thật của ông, và họ có thể giết ông cùng với những con chó của ông những mối lo rất thực tế ấy càng chứng tỏ thêm nhiều hoàn cảnh phức tạp mà nghề tình báo luôn gặp phải vậy mà molly cho rằng những giải thích của ông ẩn không làm sáng sủa gì hơn mà lại càng khiến ông thêm bí ẩn anh có hối tiếc gì về điều đã làm không và bây giờ anh đã thấy kết quả câu hỏi này được đặt ra sau khi molly đã hỏi ông ẩn về những ngày đầu sau giải phóng ẩn ở trong trại không phải trại cải tạo nhưng là một trại đặc biệt gần hà nội dành cho các đồng chí có thể đã bị nhiễm độc vì quá gần gũi với người mỹ ông có phút giây nào hối tiếc không tôi ghét câu hỏi đó tôi đã tự hỏi tôi câu hỏi ấy hàng ngàn lần nhưng tôi lại càng ghét câu trả lời hơn nữa không không hối tiếc tôi phải làm như vậy hòa bình mà chúng tôi giành được có thể phải trả giá bằng sự khốn khổ của xứ sở này nhưng chiến tranh cũng đã giết chết bao nhiêu sinh linh cho dù tôi yêu nước mỹ đến như thế nào mỹ không thể có quyền gì ở đây bằng cách này hay cách khác người mỹ cũng bị đẩy ra khỏi việt nam chúng tôi phải tự chọn cách xây dựng xứ sở mình đó là những câu kết trong một chương sách của molly